Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của báo Dân Tộc và Phát Triển. Bản tin hôm nay, ngày 26 tháng 2 có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa được triển khai trong chương trình tháng 3 biên giới năm 2024. Và vai vua Hùng dạy dân cấy lúa, tình yêu với y học dân tộc của nữ bác sĩ trẻ, cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau đây là thông tin chi tiết. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội tổ chức chương trình tháng 3 biên giới với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi tại các tỉnh giáp biên. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2024. 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 1959, mùng 3 tháng 3 2024 và 35 năm ngày Hội Biên phòng Toàn dân mùng 3 tháng 3 1989, mùng 3 tháng 3 2024. Tháng 3 hàng năm luôn là dịp đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam. Cùng với các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ diễn ra trên khắp cả nước, tháng 3 là dịp để đoàn viên, hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa. Chương trình tháng 3 biên giới là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ mùng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn. Mở đầu chương trình năm 2024, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho già làng trưởng bản người có uy tín, 30 suất quà, 25 suất học bổng vừa A Dính, 20 chiếc xe đạp và 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, tặng 300 cờ tổ quốc cho các hộ dân bảo vệ đường biên, tặng mô hình phát triển kinh tế 3.000 con gà giống, 1,5 tấn thức ăn chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi cho 30 hộ, gia đình thanh niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt triển khai nhiều công trình thanh niên như triển khai một công trình thắp sáng đường biên tại xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa là một trong những di sản văn hóa độc đáo của Phú Thọ. Lễ hội diễn ra vào ngày 15 tháng Giêng hàng năm trên cánh đồng lúa thuộc khu vực Đàn Tịch Điền ở phường Minh Đông, thành phố Việt Trì. Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa gồm hai phần. Phần lễ, các nghi thức từ cáo yết, cúng thần nông đến hoạt động tế lễ, tái diễn Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Tiếp đến phần hội, diễn ra hoạt động thi cấy lúa của các đội và các trò chơi dân gian. Trong màn trình diễn tái hiện Vua Hùng dạy dân cấy lúa, người nhập vía vào vai Vua Hùng được ban tổ chức tuyển chọn khắt khe. Người được lựa chọn vào vai Vua Hùng phải là lão nông đạo mạo, con cháu đời Huề, vợ chồng song toàn, là thành viên của gia đình văn hóa tiêu biểu, có kinh nghiệm về nghề nông. Bên cạnh đó, gia đình có truyền thống tham gia các lễ hội của địa phương, am hiểu về phong tục nghi thức trong lễ hội, là người có uy tín trong cộng đồng, có vóc dáng hợp với long bào, sức khỏe tốt, để bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa đặc sắc thời đại Vua Hùng, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì đã tổ chức khôi phục lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa, tưởng nhớ tri ân công lao của Vua Hùng từ ngày đầu dựng nước, khai sáng ra nghề nông. Nằm ngay cạnh cảng Cầu Đá, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Viện Hải Dương Học Nha Trang tiếp đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan học tập nghiên cứu mỗi ngày, trong đó Bảo tàng Hải Dương Học Việt Nam của Viện được mệnh danh là không gian thu nhỏ của biển Việt Nam. Tại khu trưng bày mẫu vật lớn rộng khoảng 200m² của Bảo tàng Hải Dương Học là bộ xương cá voi lưng gù dài 18m, nặng gần 10 tấn, được khai quật tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Hà cũ năm 1994. Đây là bộ xương cá voi đầu tiên tại Việt Nam được trưng bày theo kiểu nguyên hình dạng. Trên con đường hầm xuyên núi, du khách hòa mình vào khung cảnh đại dương xanh lung linh huyền ảo, được ví như một thủy cung nhỏ. Đây là nơi trưng bày các loại san hô, tảo và hơn 300 loại động vật quý hiếm, phục vụ nhu cầu tham quan cũng như học tập nghiên cứu. Tại khu lưu trữ mẫu vật, có tới gần 23.000 mẫu sinh vật biển thuộc 5.000 loài, trong đó có nhiều mẫu quý hiếm như cá tầm, cá vua, cá mặt trăng đuôi nhọn, trai khổng lồ, hải cầu, cá ông chuông. Đây là nơi được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là nơi lưu giữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất đất nước năm 2012. Nhiều năm liền, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành tốt công tác tuyển quân. Năm 2024, huyện Lắc đã thực hiện tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có hai thanh niên, người Mân Âu đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân lần này, Buôn Đắk Ru, xã Bông Crang có 7 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong đó, Y Thân Du đã tình nguyện xin đi bộ đội. Sinh năm 2004, Y Thân là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Gia đình Y Thân thuộc diện hộ cận nghèo. Đầu năm 2024, khi có đợt tuyển quân,
Y Thân quyết định viết đơn xin vào quân ngũ và vui mừng khôn xiết khi khám tuyển đủ điều kiện tham gia nhập ngũ. Y Thân phấn khởi, em hứa quyết tâm khi vào quân ngũ sẽ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, làm bất cứ việc gì, đi nơi nào cũng được, theo tiếng gọi của Tổ quốc. Cũng giống như Y Thân, Y Dương Srut, sinh năm 2004 ở xã Yang Tao, viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Y Dương tâm sự, em thích được làm chú bộ đội từ hồi còn nhỏ xíu. Em viết đơn tình nguyện và đủ điều kiện nhập ngũ lần này nên rất vui, vinh dự và tự hào. Thưa quý vị, phiên giao dịch việc làm đầu năm mới được Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng kết nối với các quận huyện của Đà Nẵng và Trung tâm Dịch vụ Việc làm 4 tỉnh trong khu vực miền Trung Tây Nguyên là Quảng Trị, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kon Tum. Có 27 đơn vị tham gia phỏng vấn trực tiếp với gần 3.000 vị trí việc làm, 47 đơn vị ủy thác tuyển dụng thông qua hơn 2.100 vị trí. Người lao động có cơ hội tiếp cận nhiều vị trí việc làm sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Các vị trí việc làm khá đa dạng, từ yêu cầu trình độ đại học đến lao động phổ thông. Đa dạng công việc, từ kiểm thử phần mềm, kế toán, thiết kế đồ họa, công nhân chế biến, may mặc, lái xe hạng D. Trong số các đơn vị tham gia đăng ký phỏng vấn trực tiếp, Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đăng ký số lượng tuyển dụng nhiều nhất với 1.013 vị trí. Ở khu vực biên giới phía Bắc, tour du lịch nhuộm tràm dệt vải vẽ sáp ong của Hợp tác xã Mường Hoa ở thôn Tà Văn Giấy 2, xã Tà Văn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai ngày càng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Với phương châm vừa gìn giữ nghề truyền thống, vừa phát triển sản phẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng để thu hút khách, Hợp tác xã Mường Hoa đã xây dựng các nhóm thổ cầm, trồng lanh, xe sợi, dệt vải, tổ chức workshop, đón khách về bản Tà Văn. Từ đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 300 thành viên. Trải qua quá trình tự mày mò phát triển hoàn thiện dần sản phẩm, hoạt động của Hợp tác xã Mường Hoa ngày càng đa dạng, tiếp cận được với du khách trong và ngoài nước, từ tổ chức workshop, dạy vẽ sáp ong, nhuộm tràm, dệt vải, đến hình thành chuỗi phục vụ cộng đồng trải nghiệm các hoạt động thủ công, homestay, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương, vừa phát triển sản phẩm đa dạng, vừa tạo nên cộng đồng phụ nữ Sapa năng động. Tôi rung động với y học dân tộc, đó là lời tâm sự của Cao Thị Huyền Trang, nữ bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đam mê nền y học cổ truyền của dân tộc, Huyền Trang mong muốn mang những gì tinh túy nhất của đông y đến gần hơn với cuộc sống của người dân. Trong cuộc sống hiện nay, với nhiều phương pháp điều trị hiện đại để chăm sóc sức khỏe, có không ít người vẫn chung thủy, kiên trì điều trị với phương pháp đông y. Nhẹ nhàng, thú vị, hết đau, vui vẻ, thỏa mãn là những câu mà từ người bệnh từng trải qua tháng ngày điều trị ở khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh qua đôi bàn tay của vị bác sĩ này đều cảm thấy. Trang chia sẻ, không biết y học cổ truyền đã đến với cô hay chính cô đến với y học cổ truyền. Gần như đó là cơ duyên, là sợi dây ràng buộc giữa nghề và người từ tấm bé. Qua quá trình học tập và nghiên cứu, Trang đã chỉ ra những ưu điểm vượt trội của đông y. Bác sĩ Trang chia sẻ, đông y sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên nên có tính an toàn cao và hầu như không có tác dụng phụ dù sử dụng lâu dài. Để những phương thuốc đông y đi vào đời sống hàng ngày một cách tự nhiên nhất, bác sĩ Trang luôn cố gắng tìm ra những vị thuốc dân dã nhất, gần gũi nhất, song lại có tính dược học cao để đưa vào đơn thuốc. Cùng với đó, bác sĩ Trang luôn cố gắng rút ngắn liệu trình chữa trị một cách nhanh nhất, vừa rút ngắn quỹ thời gian, chi phí, hạn chế việc đi lại nhiều lần cho bệnh nhân, không phải nằm viện quá dài, vừa giảm áp lực cho bệnh viện nhưng vẫn mang lại hiệu quả tích cực. Câu chuyện hình ảnh về tình yêu đặc biệt với y học dân tộc của một bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website và trang fanpage của Báo Dân tộc và Phát triển. Còn bây giờ kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.